À, mẹ mình nói cái này là con bù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào đốm. Mẹ ở đây dạy ai dưới bếp? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút không à. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi, rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ.